Ôn tập giữa học kỳ 2 hóa 9 Kiến thức cần nhớ: Khái niệm hợp chất hữu cơ, cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, công thức phân tử, công thức cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học, điều chế, metan, ethylene, axetilen, dầu mỏ và khí thiên nhiên, nhiên liệu. Các dạng bài tập: Phân biệt hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ, nếu là hợp chất hữu cơ phân biệt được hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon. Viết công thức cấu tạo có thể có từ một số công thức phân tử. Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của methane, ethylene, acetylene. Từ đó nêu được đặc điểm cấu tạo phân tử và phản ứng đặc trưng của từng chất. Viết phương trình hóa học theo công thức cấu tạo hoặc công thức phân tử. Nêu hiện tượng viết phương trình hóa học của một số thí nghiệm đã học, nhận biết chất, các chất khí như metan, ethylene, acetylene, carbon dioxide. Câu hỏi liên hệ thực tế, bài toán tính theo phương trình hóa học. Dạng 1. Phân biệt hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. Ví dụ, cho các chất sau. Để phân loại hợp chất vô cơ, hợp chất hữu cơ, chúng ta cần nhớ hợp chất vô cơ bao gồm các oxide, axit, base, muối, đã được học ở lớp 8 và học kỳ 1 lớp 9. Với đề bài này, hợp chất vô cơ chúng ta có CO, NH4, NO3, NaHCO3. Còn hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon. Hợp chất hữu cơ được chia thành hai loại: hydrocarbon, trong hợp chất chỉ có C và H. Ví dụ: C5H10, C3H4, C6H6. Bên cạnh đó là dẫn xuất của hydrocarbon. Trong hợp chất ngoài C còn có các nguyên tố khác. Ví dụ: CCl4, C2H7N, CH3CH2OH. Dạng 2: Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của metan, ethylene và acetylen. Với metan, công thức phân tử là CH4. Đặc điểm cấu tạo của phân tử metan là có 4 liên kết đơn CH trong đó H linh động dễ bị thay thế khi tham gia phản ứng hóa học. Vì vậy, phản ứng đặc trưng của metan là phản ứng thế. Với ethylene, công thức phân tử là C2H4, đặc điểm cấu tạo phân tử. Trong phân tử, ethylene có liên kết đôi giữa hai nguyên tử carbon. Trong liên kết đôi, có một liên kết kém bền, dễ đứt khi tham gia phản ứng hóa học. Do đó, phản ứng đặc trưng của ethylene là phản ứng cộng với acetylen, công thức phân tử là C2H2. Đặc điểm cấu tạo phân tử acetylen là trong phân tử acetylen có liên kết 3 giữa hai nguyên tử carbon. Trong liên kết 3 có hai liên kết kém bền, dễ đứt lần lượt khi tham gia phản ứng hóa học. Vì vậy, phản ứng đặc trưng của acetylen cũng là phản ứng cộng. Chạng 3. Viết phương trình hóa học có thể là hoàn thành bổ túc phương trình hoặc chuỗi phản ứng. Như ví dụ 1 hoặc ví dụ 2. Để làm được dạng bài tập viết phương trình hóa học, chúng ta cần nắm được tính chất hóa học và các phản ứng điều chế metan, ethylene và acetylen Trong đó, phản ứng đặc trưng của metan là phản ứng thế, phản ứng đặc trưng của ethylene và acetylen là phản ứng cộng Cả ba hydrocarbon này đều cháy được khi cháy tỏa nhiều nhiệt, sản phẩm tạo thành là CO2 và nước. Nếu hiện tượng viết phương trình hóa học của một số thí nghiệm đã học là dạng bài tập tiếp theo. Ví dụ, dẫn khí ethylene đi qua dung dịch rôn hoặc đốt cháy khí acetylene. Dạng 5. Nhận biết chất. Ví dụ, dùng phương pháp hóa học thích hợp nhận biết các chất khí acetylene, methane, carbon dioxide. Để nhận biết khí acetylene hoặc ethylene, mình có thể sử dụng dung dịch BR2. Khí làm dung dịch BR2 mất màu da cam là khí acetylene hoặc ethylene. Để nhận biết khí carbon dioxide, chúng ta dùng nước vôi trong dư. Khí làm nước vôi trong dư hóa đục chính là carbon dioxide. Bài toán tính theo phương trình hóa học. Với dạng bài tập này, để thực hiện được, chúng ta cần nhớ các cách tính số mol. Để tính số mol theo đề. Cách thứ nhất, nếu đề cho khối lượng chất, chúng ta sẽ tính số mol bằng cách lấy khối lượng chất chia khối lượng mol. Nếu đề cho thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn, số mol sẽ bằng thể tích khí chia 24,79. Nếu đề bài cho thể tích dung dịch và nồng độ mol thì số mol chất tan sẽ bằng nồng độ mol nhân thể tích dung dịch. Còn đề bài cho khối lượng dung dịch và nồng độ phần trăm, chúng ta sẽ tìm được khối lượng chất tan bằng cách lấy nồng độ phần trăm nhân khối lượng dung dịch chia 100. Sau đó, từ khối lượng chất tan, chúng ta mới tìm được số mol chất tan theo công thức N bằng M nhỏ chia M lớn. Ví dụ, cho hỗn hợp gồm methane và ethylene qua dung dịch BR2 dư thấy có khí A thoát ra. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,6 gam sản phẩm. Xác định khí A, tính thể tích đo ở điều kiện chuẩn của mỗi khí trong hỗn hợp. Lưu ý, khi dẫn hỗn hợp gồm metan và ethylene đi qua dung dịch BR2 dư, thì metan không phản ứng, chỉ có ethylene tham gia phản ứng. Vậy nên, Khí thoát ra là khí metan. 37,6 g khối lượng sản phẩm sẽ giúp chúng ta tìm được số mol sản phẩm C2H4Br2 bằng cách lấy khối lượng chia cho khối lượng mol. Có số mol thế vào phương trình, nhân chéo chia ngang tìm được những số mol còn lại. Từ đó, xác định được thể tích của ethylene thực hiện phép tính trừ để tìm được thể tích metan. Chúc các em ôn tập tốt.